tiểu sử Nguyễn Công Phượng và các hoạt động bóng đá, thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nguyễn Công Phượng được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, bởi lối đá kỹ thuật và có khả năng gây đột biến cao. Tiểu sử Nguyễn Công Phượng, họ và tên: Nguyễn Công Phượng, ngày sinh, ngày 21 tháng 1 năm 1995, quê quán, Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An, lĩnh vực, bóng đá, vị trí tiền đạo, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình thuần nông nghèo ở Nghệ An, bố anh là Nguyễn Công Bảy, mẹ là Nguyễn Thị Hoa. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên tuổi thơ của Công Phượng rất vất vả, không được đi học đầy đủ. Nghe ông Bảy kể lại, ngày xưa ông thường bện lá chuối khô thành bóng để cho con tập. Lý giải cái tên Phượng, ông cho biết thêm rằng ngày trước mẹ anh mang bầu thường đi làm trên con đường phủ đầy bóng cây phượng vĩ rất đẹp nên mới đặt tên con là Phượng, vì muốn con trai mình có một tương lai rực rỡ như loài hoa ấy. Sự nghiệp câu lạc bộ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, năm 12 tuổi trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng đã được gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG khóa 1, trước đó anh đã bị trượt khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam, Nghệ An. Các cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng tại học viện. Hoàn cảnh gia đình cũng là lý do khiến Công Phượng thường tỏ ra khá tự ti trong những ngày đầu ở trong học viện. Huấn luyện viên Dương Minh Ninh kể lại, hồi mới vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, bố mẹ các đồng đội thường xuyên lên trung tâm Hàm Rồng thăm con và mang theo rất nhiều đồ ăn. Những lúc như vậy, Phượng thường trốn ra một nơi rất khuất, quan sát từ xa với đôi mắt đượm buồn. Tháng 6 năm 2020, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh là hai học viên xuất sắc của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, thành viên của Học viện JMG, được xuất ngoại tập huấn 15 ngày tại Mali. Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Arsenal Steve Morrow đã gửi quyết định triệu tập 4 cầu thủ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG là Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Trần Hữu Đông chiều sang trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện, thi đấu cọ sát cùng với các cầu thủ U17 Arsenal. Mùa giải 2015-2014, Nguyễn Công Phượng cùng lứa cầu thủ khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V-League 2015 trong màu áo câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận đấu đầu tiên của đội bóng mùa giải 2015 với đội bóng Sana Khánh Hòa BVN, Nguyễn Công Phượng được cho đá chính ngay từ đầu. Trong trận đấu này, Nguyễn Công Phượng đã có được 2 bàn thắng, nhưng trong những trận sau đó, Nguyễn Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai đã làm cho người hâm mộ khá thất vọng bởi tuổi đời còn quá non trẻ. Kết thúc mùa bóng, Nguyễn Công Phượng ghi được 6 bàn thắng, thi đấu hơn 2.000 phút. Hoàng Anh Gia Lai may mắn trụ hạng khi đứng thứ 13/14 chung cuộc. Mito Hollyhock mượn Công Phượng ngày khoác áo đội bóng Mito Hollyhock Nhật Bản. Ngày 23 tháng 12 năm 2015, Nguyễn Công Phượng và đội bóng Mito Hollyhock Nhật Bản ký kết hợp đồng. Theo đó, Nguyễn Công Phượng sẽ khoác áo câu lạc bộ bóng đá Mito Hollyhock theo dạng cho mượn 1 năm tại J-League 2 với giá trị chuyển nhượng $100,000. Tại đội bóng Mito Hollyhock, anh sẽ mang áo số 16, số áo mà cầu thủ Hàn Quốc Park Joo-ho đã từng mặc. Cầu thủ Nguyễn Công Phượng đã gia nhập Mito Hollyhock nhưng vì bị thương ở vai nên thời gian đến Nhật đã trễ hơn so với dự định ban đầu. Chính vì vậy vẫn chưa hoàn tất thủ tục để tham gia các giải bóng đá tại Nhật Bản, dự kiến là vào khoảng giữa tháng 3 sẽ hoàn tất mọi thủ tục. Ngày 7 tháng 5 năm 2016, Nguyễn Công Phượng được có lần đầu tiên xuất hiện trong khoác áo Hollyhock khi anh vào sân thay thế cho cầu thủ Hosokawa Junya ở phút 87. Sau khi mùa giải J-League 2 năm 2016 kết thúc, Nguyễn Công Phượng trở lại thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam 2017, mùa giải năm 2017 đến năm 2018. Đây là mùa giải mà Công Phượng thi đấu tốt nhất ở V-League khi đã ghi được 12 bàn thắng trở thành chân sút số 1 của câu lạc bộ, cùng với đó là sự bùng nổ trên hàng công của đội bóng phố núi khi đã ghi được đến 41 bàn thắng.
thắng, chỉ kém đội vô địch là Hà Nội, 73 bàn. Thế nhưng những vấn đề về hàng thủ khi để lọt lưới đến 53 bàn đã khiến Hoàng Anh Gia Lai chỉ có thể đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Công Phượng cũng có lần đầu lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Incheon United 2019, Công Phượng ra mắt đội tuyển Incheon United Hàn Quốc tháng 2 năm 2019. Nguyễn Công Phượng ký hợp đồng thi đấu một năm theo dạng cho mượn với đội bóng Hàn Quốc Incheon United. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng thi đấu ở K-League, Incheon United đã đồng ý kết thúc hợp đồng sớm với Nguyễn Công Phượng theo nguyện vọng của anh. Sinh Chu Eden STVV 2019, Công Phượng trong màu áo đội bóng Sinh Chu Eden STVV, Công Phượng được đá chính trong trận giao hữu cuối cùng của Sinh Chu Eden trước mùa giải mới. Khi Sinh Chu Eden tiếp Lommel trên sân nhà thua 1-2, anh khoác áo trận đấu chính thức của Sinh Chu Eden khi thua Brugge 0-6 ngày 2 tháng 8 năm 2019, thay người ở phút 70. Cho tới nay anh đã đá được thêm một trận cho đội trẻ khi STVV đá với Anderlecht và được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ 2, thành phố Hồ Chí Minh 2020. Công Phượng được câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mua lại nửa năm hợp đồng từ STVV. Công Phượng được câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mua lại nửa năm hợp đồng từ STVV. Sau đó được câu lạc bộ này mua thêm 6 tháng tiếp theo. Ban đầu Công Phượng từ chối vì vẫn muốn ở lại Bỉ. Thế nhưng nhờ những tác động của Bầu Đức, Công Phượng được đưa về thành phố Hồ Chí Minh và thi đấu cho Chiến Hạm Đỏ tại mùa giải 2020. Ngày 26 tháng 9 năm 2020, trong chiến thắng 5-1 trước Nam Định ở vòng 12 V-League, Công Phượng bị tố cố tình nhận đủ thẻ vàng để tránh gặp đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 13. Nhưng đó là tin đồn vô căn cứ, khi đó mới chỉ là tấm thẻ vàng thứ hai của Công Phượng ở mùa giải này. Theo quy định thì phải nhận 3 thẻ vàng mới bị cấm thi đấu trận tiếp theo, và những điều khoản trong hợp đồng trước đó đã thỏa thuận rằng Công Phượng sẽ không được ra sân khi câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đối đầu Hoàng Anh Gia Lai theo yêu cầu của chính Bầu Đức. Dù đạt phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng chấn thương trong trận gặp Nam Định đã khiến anh phải nghỉ thi đấu ở phần còn lại của V-League, một phần dẫn đến thành tích không ổn định của Chiến Hạm Đỏ trong giai đoạn 2, và câu lạc bộ chỉ đứng ở vị trí thứ 5 khi mùa giải kết thúc. Trong 19 trận đấu cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng có cho mình 10 bàn thắng, trở thành cầu thủ hay nhất của câu lạc bộ và có tên trong đội hình tiêu biểu V-League 2020. Mùa giải 2021, sau một mùa giải khá thành công trong màu áo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh khi là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại V-League 2020, Công Phượng được Bầu Đức và tân huấn luyện viên của câu lạc bộ Kiati Sak Senemi Hoang gọi trở về Hoàng Anh Gia Lai để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong sơ đồ 3-5-2 hay đôi khi là 3-4-1-2 của huấn luyện viên người Thái, Công Phượng được bố trí chơi tự do giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Anh có bàn thắng đầu tiên trong trận thắng 3-0 của câu lạc bộ trước nhà đương kim vô địch Viettel ở vòng đấu thứ 5 bằng cú sút hiểm hóc giúp Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số. Sau đó, anh vẫn thi tương đối ổn định với thêm 5 bàn thắng, góp công không nhỏ giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu BXS cho đến hết vòng 12. Sự nghiệp quốc tế U22 Việt Nam, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015, Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu anh ghi được 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo, mà đỉnh cao là trận thắng 5-1 trước U23 Malaysia khi Công Phượng đã lập một cú đúp, trong đó có một cú đá phạt đẹp mắt và kiếm về 2 quả penalty giúp Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn lập công. Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016, ở vòng loại, Công Phượng là đầu tàu trên hàng công của U23 Việt Nam. Tại trận mở màn gặp U23 Malaysia, Công Phượng đã có pha giật gót đẹp mắt giúp Võ Huy Toàn khi bàn thắng gỡ hòa trước khi tự mình ấn định tỷ số 2-1. Sau trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản, Công Phượng lại tỏa sáng bằng một cú hat-trick, trong đó có một cú Panenka
đầy kỹ thuật trong chiến thắng giòn giã 7-0 trước U23 Macau, qua đó chiếm một trong năm xuất các đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất và có lần đầu tham dự giải đấu. Bước vào giải, Công Phượng ghi một bàn trên chấm 11m ở trận thua 2-3 U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, qua đó rời giải với 3 trận toàn thua, trước đó là các kết quả 1-3 và 0-2 hai lần lượt trước các đối thủ U23 Jordan và U23 Australia. Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017, dù là vua phá lưới của giải, nhưng đây là một giải đấu đáng quên của U23 Việt Nam khi đội bị loại ngay từ vòng bảng. Bản thân Công Phượng cũng đã đá hỏng một quả pen trong trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan. Sau trận đấu, các cầu thủ trong đó có Công Phượng đã phải nhận những sự công kích kịch liệt của các anti-fan, đến mức chị Hoài Anh, người cháu gọi Công Phượng bằng chú, đã phải đăng một bức tâm thư lên chính fanpage của Công Phượng. Bức tâm thư đã nhận được sự thông cảm từ đông đảo người hâm mộ. Với 7 bàn thắng sau 2 kỳ SEA Games, Công Phượng đứng thứ 3 trong top những cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này, xếp sau Lê Công Vinh 8 bàn và Phạm Văn Quyến 9 bàn. Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 lại một lần nữa, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khi giành thắng lợi 4-0 và 8-1 lần lượt trước U23 Timor-Leste và U23 Macau, xen giữa là thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Với 4 bàn thắng, Công Phượng đã xé lưới cả 3 đối thủ, trong đó có một cú đúp trước U23 Timor-Leste. Bước vào giải, Công Phượng ghi một bàn thắng trước U23 Iraq và mang về một quả đá phạt cho U23 Việt Nam trong trận chung kết với U23 Uzbekistan. Hiện tại Công Phượng đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U23 Việt Nam, 34 bàn. ASEAN 2018, ở vòng bảng, đội tuyển Olympic Việt Nam rơi vào bảng D với các đối thủ Olympic Nhật Bản, Olympic Pakistan và Olympic Nepal. Trong trận mở màn trước Olympic Pakistan, dù cho đã bỏ lỡ 2 quả penalty nhưng Công Phượng cũng đã kiến tạo cho Quang Hải mở tỷ số trước khi tự mình ấn định tỷ số 3-0, vượt qua vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, đánh bại Olympic Nepal 2-0 và Olympic Nhật Bản 1-0. Bước vào vòng 1/8 gặp Olympic Bahrain, Công Phượng được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, sau khi vượt qua Olympic Syria ở tứ kết với tỷ số tối thiểu sau 120 phút, Olympic Việt Nam đã phải chịu dừng bước sau khi bị đánh bại với tỷ số 1-3 trước Olympic Hàn Quốc. Đội sau đó đã lên ngôi vô địch đội tuyển quốc gia Việt Nam AFF Cup 2016. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của Công Phượng với đội tuyển Việt Nam, nhưng cầu thủ 21 tuổi không để lại quá nhiều dấu ấn, nếu không muốn nói là nhạt nhòa, bởi khi tất cả những gì Công Phượng làm được ở giải này chỉ là 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị, 1 lần đá chính trong trận đấu thủ tục gặp Campuchia nhưng bị thay ra từ sớm do Trương Đình Luật dính thẻ đỏ. AFF Cup 2018, dù không thường xuyên góp mặt trong đội hình chính, nhưng khác với kỳ AFF Cup trước đó, Công Phượng ở giải này luôn là con bài tẩy mỗi khi huấn luyện viên Park Hang-seo cần sự đột biến và được ra sân ở tất cả các trận đấu. Anh ghi được tổng cộng 3 bàn thắng tại giải đấu này, ngang bằng với Quang Hải và chỉ kém anh Đức một bàn. 2 trong số đó là những bàn thắng mở tỷ số trước Lào thắng 3-0 và Malaysia thắng 2-0 ở vòng bảng, giúp đội tuyển phá vỡ thế bế tắc. Bàn còn lại là tình huống nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 2-1 trước Philippines tại bán kết lượt về. Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, qua đó góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam xưng vương Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Cúp bóng đá châu Á 2019, tháng 12 năm 2018, Công Phượng là một trong 23 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự cúp bóng đá châu Á 2019. Đây là lần đầu tiên Công Phượng được khoác áo số 10 ưa thích ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại một giải đấu chính thức. 2 kỳ AFF Cup trước đó, Công Phượng lần lượt khoác áo số 16 và 14. Không quá khi nói rằng anh cùng Quang Hải chính là hai ngôi sao sáng nhất trên hàng công của đội tuyển ở giải đấu lần này, đồng thời cho thấy cái duyên ghi bàn trước các đội bóng Tây Á. Trong trận đấu mở màn với Iraq, Công Phượng đã ghi được một bàn thắng trong hiệp 1 nhưng cuối cùng đối thủ đã lội ngược dòng 2-3 chung cuộc.
nghẹt thở vượt qua vòng bảng gặp Jordan ở vòng 1/8. Anh tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm một chạm gỡ hòa, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại một vòng knockout của AFC Asian Cup đội tuyển, sau đó giành chiến thắng ở loạt luân lưu 11m trong trận tứ kết gặp đội tuyển Nhật Bản. Dù thi đấu rất cố gắng và tạo ra những tình huống đột biến, nhưng Công Phượng và các đồng đội đành phải dừng bước bởi bàn thắng duy nhất của Ri Su Doan trên chấm phạt đền. Nhưng nhìn chung đây là giải đấu thành công ngoài mong đợi của đội tuyển khi đã tái hiện lại kỳ tích trước đó 12 năm cũng tại giải đấu này. Thành tích cá nhân, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015, cầu thủ được yêu thích nhất Việt Nam 2015, 2017, 2018, đội hình tiêu biểu V-League 2018, 2020, vua phá lưới SEA Games 29 với Thanabalan Nadarajah và Ong Thu, cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ 2020, vua phá lưới M150 Cup 2017, vua phá lưới giải U21 quốc tế 2014-2015, vua phá lưới nội V-League 2020, top 5 cầu thủ được yêu thích nhất châu Á 2020. Cùng Son Heung-min, Hàn Quốc, Minamio, Nhật Bản, Ulay, Trung Quốc, Hoàng Hy-chang, Hàn Quốc.